Các bạn chú ý, đây là phần đầu, còn đây là phần đuôi của cái ống mực tiện ích này nhá. À, chúng ta sẽ cắm cái phần đầu nó vào đây. Và trong khi nõi cái phần ruột bên trong nó hút mực ấy thì nó sẽ khá là nhọn và nó sẽ đâm thủng với cái ống mực này. Khi các bạn bấm vào nó sẽ kêu cái tạch một cái nhá. Tiếp theo thì mình có thể tháo nó ra được rồi, vì bây giờ mình đã đâm thủng rồi thì đây là cái dấu hiệu để chúng ta nhận thấy được là khi mà đâm thủng thì mực nó sẽ hơi bắn ra một chút ở cái phần đầu của nó này. Bây giờ các bạn sẽ nắp vào. Đó, và bây giờ mực nó đã chảy xuống cái phần ngòi rồi và các bạn có thể dùng được ngay. Các bạn trước khi dùng các bạn hơi lắc nhẹ này một chút nhá. Ở đây thì sử dụng ống mực tiện ích này thì nó tiện hơn so với hũ mực kia. Đó là các bạn nào ngại bơm. Đây là bảng mẫu viết các nét cơ bản các bạn nhá, mà ghép chữ cơ bản. Ở đây có mã quét Zalo của mình, các bạn có thể quét theo. Có trong quá trình các bạn viết, các bạn có thắc mắc gì về cách sử dụng bút hay là không viết được thì các bạn có thể hỏi mình. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gói combo này. Nó sẽ bao gồm một cây bút, sau đó là một cuốn sổ. Với cuốn sổ này thì nó sẽ có 4 màu, đó là màu da bò, màu đen, màu xanh và màu đỏ, tùy theo phong thủy hoặc là tùy theo màu của các bạn thích. Thì đây là giấy theo dạng cổ phong, được viết thẳng từ trên xuống dưới. Đó, từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái cũng được, tùy theo các bạn. Các bạn thích viết như thế nào thì các bạn viết nhá. Nhưng mà trình bày các bạn có thể xoay ngang ra, các bạn viết thành theo đường kẻ ngang, trình bày theo hàng ngang cũng được nhá. Còn đây là các ống mực, nó sẽ có 3 màu, xanh, đỏ và đen, phù hợp với những bạn nào mang cây bút đi xa và ngại mang theo hũ mực theo. Đây là những cái phần mình giới thiệu. Đó, nếu như các bạn nào có thắc mắc thì các bạn có thể nhắn tin qua Zalo cho mình nhá.